Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục một video số 26 hướng dẫn cho các bạn cách để debug một ứng dụng Visual Studio. Thì trong Visual Studio, các bạn nhìn thấy rằng nó sẽ có phần controller là phần chính. Phần controller nó sẽ xử lý tất cả những cái logic đón lên từ request của user qua view và trả về cho nó thông qua modal để trả về view. Thì mỗi lần có request lên thì thông thường điểm đầu tiên mà bắt được cái flow chính là phần controller. Phần controller nó sẽ nhiệm vụ để điều hướng, cho nên là các bạn có thể trong một phương thức, trong một controller thì phương thức bất cứ một cái chỗ đơn vị nào, kể cả đơn vị code, các bạn một phương thức các bạn không thể đặt một break, các bạn cần một breakpoint để dừng lại cái flow đấy, thì các bạn có thể check tiếp bằng tay thông qua một cái gọi là breakpoint. Thì bất cứ một phương thức nào các bạn bên trong của nó, các bạn đều có thể đặt được breakpoint một phương thức hoặc là rất nhiều phương thức. Thì mỗi lần mà nó sẽ xử lý phần đấy, nó sẽ dừng lại để cho các bạn tiếp tục xem, kiểm tra xem dữ liệu đầu vào đầu ra như thế nào. Thì cứ ở trong phương thức thì các bạn đặt được breakpoint hoặc con chapter, còn nếu các bạn đặt ở bên ngoài thì không thể đặt được, đặt một bên class không đặt được. Các bạn nhìn vậy, mình có thể đặt rất nhiều breakpoint trong thư, các bạn có thể xem ở trong thư một cái debug thì các bạn có thể nhìn thấy là nó có một cái delete all debug, tức là khi các bạn có nhiều debug trong nhiều file quá, các bạn không biết xóa hết hay không thì các bạn vào delete all breakpoint. Sau đó các bạn ở đây các bạn nhìn thấy rằng khi mà đã chọn thành công, khi mà đã đặt breakpoint xong thì các bạn có hai lựa chọn. Một là start debugging, các bạn có thể vào debug hoặc chọn start debugging để các bạn bắt đầu debug. Hai là các bạn chạy không có debug, tức là bạn control F5, tức là bạn chạy rất bình thường, nó sẽ không dừng lại các breakpoint nữa. Nhưng khi các bạn bấm F5 thì nó sẽ dừng lại breakpoint. Tiếp theo thì để chạy qua các bước breakpoint thì các bạn bấm F10 và đi vào trong phương thức thì các bạn bấm F11. Và khi mà các bạn bấm F11 thì nó sẽ đẩy vào trong. Ví dụ bây giờ mình sẽ chạy thử, mình sẽ bấm, đây là nút tắt của debug. Các bạn có thể chọn debug với trình duyệt nào cũng được, các bạn chọn IE, S, chọn Pro, Chrome, cốc. Thì ở đây mình sẽ thử chạy start debugging. Các bạn sẽ đoán được rằng cái thông tin, cái flow nó sẽ chạy qua controller nào, thì controller nào thì các bạn sẽ đặt vào nó. Ví dụ một chức năng thì các bạn hoàn toàn có thể đoán được là, hoặc có thể các bạn thử đặt ở tất cả các controller xem nó sẽ vào cái breakpoint nào trước, thì có nghĩa flow của nó sẽ xử lý vào cái đó và cái controller đấy trước. Đầu tiên khi mình đặt breakpoint vào bay controller thì tất nhiên nó sẽ chạy vào bay controller trước. Sau đó các bạn có thể bấm F10, nhưng mà trong cái video này mình không bấm F10 tại vì mình đang quay, cho nên là bấm F10 nó sẽ bị dừng. Thì các bạn mình sẽ bấm step over là F10, nó sẽ đi qua. Ở đây mình đặt tiếp chỗ này thì mình F10 một cái, thì nếu nó sẽ không vào đây thì nó sẽ không vào breakpoint này. Sau đó các bạn bấm F5, tiếp tục bấm F5 để nó đi qua. Sau đó các bạn có thể bấm vào content create thì nó vẫn chạy qua đây trước để nó kiểm tra login trước. Sau đó các bạn lại bấm tiếp tục thì nó sẽ vào phương thức create. Khi vào create thì nó sẽ gặp một cái phương thức set view best. Thì để vào bên trong thì các bạn có thể vào step out, step into, tức là đi vào trong phương thức đó. Các bạn xem dữ liệu đầu vào của nó, hơi chuột vào thì nó sẽ hiển thị ra một cái pop up giá trị của truyền vào. Giá trị truyền vào của các bạn nó ở đây nó đã là null. Vậy mình sẽ step over cho nó F10. Khởi tạo một cái down thì nó cũng sẽ tự nhảy vào. Khi các bạn đặt ở trong phương thức constructor nó sẽ tự nhảy vào và nó sẽ tạo mới ra một đối tượng step. Khi tạo mới thành công, và nó sẽ tự tạo ra tất cả những cái DB set. Đồng thời nó sẽ nói cho các bạn biết là cái phương thức này khởi tạo mất 1 ms. Đó là cái tính năng mới của Visual 2015. Các bạn tiếp tục step over, các bạn tiếp tục, các bạn
nhìn thấy rằng nó đã đi đến vào cái phần gán viewpad và nó lấy hết giá trị trong DAO của thằng category. Các bạn có thể step into, nó sẽ vào trong phương thức list o. Sau khi list o, nó sẽ trả về khâu 14 milliseconds, tức là nó mất 14 milliseconds để lấy ra tổng số. Sau đó nó sẽ gán vào, sau đó các bạn nó trả về view. View các bạn cũng có thể đặt được debug bằng cách là các bạn đặt debug ở trong view, nhưng mà mình ít khi mình đặt như vậy. Mình step over tiếp và các bạn bấm F5 để nó vào trang này. Đó. Tiếp theo, nếu mà các bạn muốn bắt đầu debug tiếp cái phương thức post thì các bạn sẽ tiếp tục, các bạn bấm create. Ở đây nó báo là JWT Denver form. Nó sẽ báo bởi vì là cái tham số content của model này nó đã có HTML, cho nên chúng ta sẽ cần phải có một cái attribute đây, validate input for. Nó sẽ không validate cái đấy nữa, mình sẽ đặt một cái debug vào đây. Mỗi lần các bạn gặp lỗi thì các bạn nên debug để tìm ra được là cái đầu vào dữ liệu được vào đúng chưa, sau đó xử lý đúng chưa. Mình sẽ bỏ debug đi để mà tiếp tục, để nó sẽ lần sau sẽ không nhảy vào đây nữa. Đó, các bạn create, mình bỏ từng cái debug đi và lần sau nó sẽ không chạy vào đây nữa. Mình đỡ tắt. Cái nào qua rồi thì các bạn sẽ mình sẽ create. Đó, nó khi nó vào được method này thì các bạn nhìn thấy rằng nó có một cái tầng model vào và dữ liệu model của nó nhập vào như thế nào. Các bạn hoàn toàn nhìn thấy tất cả các trường. Các trường này nó sẽ có tên rồi tất cả những cái mà các bạn cần thiết. Thì các bạn có thể sẽ step over tiếp để xem nó có valid không. Nếu valid, nó sẽ vào trong phần valid, các bạn thử xử lý thêm của tin tức vào trong này. Và sau đó step over tiếp, các bạn nó lại set view back và nó lại trả về view. Đó chính là cái cách. Ngoài ra thì mình cũng lại submit một lần nữa. Submit một lần nữa thì các bạn có thể nhìn thấy rằng cái model này, các bạn có thể add watch, chuột phải add watch để nhìn thấy được giá trị của nó trong này. Hoặc là bất cứ một cái thông tin cái biến nào các bạn đều có thể mở cửa sổ add watch. Cửa sổ add watch để các bạn xem giá trị của nó trước. Trong này các bạn có thể Edward, rồi các bạn có thể go to view, các bạn có thể làm rất nhiều thứ ở trong cái Edward này. Các bạn có thể quick watch, tức là nó sẽ cho các bạn xem được dữ liệu đối tượng, nó sẽ tự bóc tách ra và có thể nhìn thấy được các giá trị, rồi các giá trị invalid là true hoặc false gì đấy, các bạn nhìn đến luôn được. Các bạn có thể F5 để nó chạy tiếp. Đó chính là cái kỹ năng debug. Kỹ năng debug này các bạn phải thành thạo để có thể debug được ứng dụng nhanh nhất. Ngoài ra các bạn cũng có thể là đọc lỗi được, bởi vì mỗi lần khi mà debug thì nó sẽ nhảy vào một cái exception nào đấy, và các bạn sẽ khi mà có lỗi thì nó sẽ hiển thị ra một cái exception, ví dụ như là một cái ứng dụng này, ví dụ mình có một cái edit. Edit này nó sẽ long, thay vì long nó chuyển vào kiểu chuỗi thì nó sẽ báo lỗi chỗ này. Và mình sẽ try catch ở đây. Mình sẽ try catch và nó sẽ đọc, mình sẽ phải đọc lỗi. Thì các bạn, ngoài ra các bạn có thể debug, các bạn có thể start, sau khi mà hết bug thì các bạn có thể without debugging để có thể không cần phải chọn, không cần phải chạy vào những cái breakpoint này nữa. Các bạn có thể xóa hết đi. Đó chính là cái kỹ năng debug. Các bạn nhớ F5 để bắt đầu debug, F10 để đi qua từng bước, F11 để đi vào trong phương thức con step into, và các bạn cũng có thể skip F5 để bỏ debug đi, tắt debugging mode đi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn có thể nhấn like và subscribe để mình có thêm những cái động lực để làm tiếp. Xin cảm ơn các bạn.